Đồng hồ thông minh nào xứng đáng có một vị trí trên cổ tay của bạn vào năm 2021? Đó là thời điểm của năm một lần nữa, vô số suy đoán, kết xuất và tin đồn trước khi Apple cuối cùng tung ra một chiếc Apple Watch hoàn toàn mới. Năm nay Apple Watch Series 7 không phải là một bản nâng cấp lớn so với Apple Watch Series 6. Nhưng có một số cải tiến quan trọng không kém phần quan một màn hình lớn hơn và tinh thể cứng rắn hơn. Điều quan trọng cần lưu ý là đồng hồ của Samsung chỉ hoạt động với các thiết bị cầm tay Android, trong khi của Apple chỉ dành riêng cho các mẫu iPhone. Điều này có thể sẽ đưa ra quyết định của bạn cho bạn. Vậy Apple Watch 7 so sánh như thế nào với chiếc flagship của Samsung, Samsung Galaxy Watch 4? Chúng ta hãy xem xét. Apple Watch 7 và Samsung Galaxy Watch 4 thiết kế và màn hình có hai mẫu Galaxy Watch 4 và Galaxy Watch 4 Classic. Loại không phải cổ điển nhỏ hơn, nhẹ hơn và có giải cảm ứng điện rung thay vì viền xoay của cổ điển. Chúng tôi sẽ tập trung vào Watch 4 tiêu chuẩn ở đây. Chúng tôi nghĩ rằng Galaxy Watch 4 là một thiết bị rất đẹp và khung nhôm armor được sắp xếp hợp lý có màu vàng hồng đặc biệt đẹp mắt, mặc dù rất tiếc là tùy chọn đó không có sẵn trong mô hình 44mm. Giống như Apple Watch, bạn có thể lựa chọn kích thước 40mm và 44mm ở đây và màu sắc đen và bạc ở bất kỳ kích thước nào, xanh lục chỉ với 44mm và vàng hồng ở 40mm. Cũng có nhiều lựa chọn về dây đeo, bao gồm các tùy chọn gia lai và thể thao. Màn hình Super AMOLED có kích thước 1.4 ở 44mm và 1.19 ở 40mm. Samsung được đánh giá IP68 cho khả năng chống nước và chống bụi. Các tin đồn đề xuất một thiết kế lại hoàn toàn cho Apple Watch Series 7, nhưng đây là một sự tiến hóa, không phải là một cuộc cách mạng. Viền mỏng hơn tạo ra màn hình lớn hơn mà không có vỏ lớn hơn đáng kể. Series 7 lớn hơn Series 6 1mm và tương thích với Apple Watch hiện có dây đeo và dây đeo. Và nắp pha lê đã được thiết kế lại để làm cho nó chắc chắn hơn. Nó hiện có khả năng chống bụi IP6S cũng như khả năng chống nước WA50. Màn hình lớn hơn 20% so với trước đây và lớn hơn 50% so với Series 3 và cho phép bạn xem nhiều dữ liệu hơn và có nhiều biến chứng trên màn hình hơn. Ngoài ra còn có các màu mới, nửa đêm, ánh sao, xanh lục, xanh lam và sản phẩm đỏ cho các mẫu nhôm. Các mô hình thép không gì có màu bạc than trì hoặc vàng và titan có sẵn trong màu đen tự nhiên và không gian. Ngoài ra còn có các dây đeo thể thao mới của Nike và Hermes. Apple Watch 7 và Samsung Galaxy Watch 4. Sức khỏe và tính năng. Điểm bán hàng độc nhất của Samsung Galaxy Watch 4 là cảm biến trở kháng điện sinh học bia. Có thể cung cấp dữ liệu về thành phần cơ thể của bạn giống như cách theo dõi lượng mỡ cơ thể trong cân điện. Bia nằm cùng với cảm biến nhịp tim quang học và điện tâm đồ trong cái mà Samsung gọi là cảm biến Bioactive, và nó có thể cho bạn biết tỷ lệ phần trăm nước, tỷ lệ trao đổi chất và tỷ lệ mỡ cơ thể của bạn. Điều đó rất hữu ích vì cân nặng là một hướng dẫn kém cho thể chất và sức khỏe cơ nặng hơn mỡ. Có tính năng theo dõi giấc ngủ với tính năng phát hiện ngáy và theo dõi oxy trong máu qua đêm, và ở một số thị trường, đồng hồ cũng có thể theo dõi huyết áp của bạn. Việc sử dụng Wear OS của Google có nghĩa là có nhiều ứng dụng và dịch vụ của Google hơn, chẳng hạn như YouTube Music bao gồm cả chế độ ngoại tuyến, Google Maps và Google Play. Wear có một thư viện lớn hơn nhiều so với Kaizen, hệ điều hành trước đây của Samsung, vì vậy đó là một tin tốt. Trợ lý Google vẫn chưa hoàn thiện, hiện tại bạn đang bị mắc kẹt với Bixby nhưng Samsung hứa hẹn sẽ sớm cập nhật. Không có cảm biến mới trong Apple Watch Series 7. Vẫn giữ lại cảm biến điện tâm đồ và oxy trong máu của Series 6. Tính năng phát hiện mùa thu hiện hoạt động đối với người đi xe đạp và có các thuật toán được cải thiện cho đi xe đạp và xe đạp điện. Có một số mặt đồng hồ mới và bàn phím đầy đủ mà bạn có thể sử dụng bằng cách nhập hoặc vuốt. Máy học sẽ cố gắng đoán ý định của bạn để nhập văn bản nhanh hơn. Apple Watch 7 và Samsung Galaxy Watch 4. Hệ điều hành, nguồn và pin Samsung Galaxy Watch 4 được cung cấp bởi Wear OS của riêng Google và chạy One UI 3 của Samsung với một loạt các mặt đồng hồ hấp dẫn ấn tượng. Máy có bộ nhớ trong 16GB. RAM 1.5GB và chipset Exynos W920 lõi kép hứa hẹn sẽ nhanh hơn 20% so với người tiền nhiệm.
có một bộ xử lý hiển thị năng lượng thấp chuyên dụng để giữ cho bộ xử lý chính ngoại tuyến khi không cần thiết, dẫn đến tuổi thọ pin dễ dàng chảy trong 24 giờ sử dụng bình thường. Wi-Fi ở đây là băng tần kép đến 802.11n và có cả NFC. Điều quan trọng cần lưu ý là không giống như các đồng hồ OE khác, Galaxy Watch 4 không thể được ghép nối với iPhone và một số tính năng chính. Chẳng hạn như ECG chỉ hoạt động nếu điện thoại Android của bạn là Samsung. Bạn cũng sẽ cần sử dụng ứng dụng Galaxy Wearable, không phải ứng dụng Wear OS tiêu chuẩn. Thời gian này, Apple tập trung vào hiệu quả năng lượng, vì vậy màn hình lớn hơn không có nghĩa là thời lượng pin ít hơn, dự kiến 18 giờ như trước đây. Tuy nhiên, Series 7 sạc nhanh hơn 33% nhờ bộ sạc USB-C mới, và Apple nói rằng 8 phút sạc là tốt cho 8 giờ theo dõi giấc ngủ. Nó chưa công bố chi tiết về bộ vi xử lý RAM hoặc bộ nhớ, vì vậy chúng tôi giả định rằng thông số kỹ thuật tương tự hoặc giống với Series 6. Như mọi khi, Apple Watch chạy AtoS của riêng Apple, phiên bản 8 lần này. Giờ đây, đó là một hệ điều hành trưởng thành và thân thiện với người dùng với một bộ siêu tập ứng dụng phong phú, bao gồm nhiều ứng dụng của Google cũng như các tùy chọn của riêng Apple và ứng dụng của bên thứ ba. Chia sẻ hữu ích nhé!